chào bà đi con. Này Phật chứng mình đi về Phật chứng mình nhiều lắm đó. Vậy quán riêu không thấy luôn ta. Ủa từ cái mày chân em ơi. Xong vô lên hai. Anh hai, ăn bữa nào? Ăn bữa nào cũng được. Chạy chạy ghế ngồi đi rồi sắp xếp cho. Đi chung đi chung. Đi vô vô đây. Dạ. Chào cô, khỏe cô. Mệt quá. Rồi nhịn ăn nhịn uống mà làm sao khỏe. Cái hai hai người. Bốn tô đúng không? À, Kim ăn chung với em được rồi. Đúng đó. Kim mang được. Bốn. Bốn bốn tô thì Kim bốn tô em, Kim ăn với em. Giờ nó hỏi nè, ba mình lẩu nấm làm xong chưa? Rồi xong. Ở đây mình được ba này nè, ba muốn đâu? Muốn hai cái gì đâu ạ?
Mai con 4 đô nghe chú. Từ từ làm con gấp. Mai con ăn mai cũng được. Hết bún hả? Bún còn nhiều mà. Chỗ à, đứng luôn, chờ có chỗ vô nè. Đứng không, đứng ăn luôn. Sao đứng ăn được? Được. Để vô lấy nhiều cái nha. Đứng ăn luôn. Chút thôi nè, chị ơi. Này nặng nè. Rồi, con 150, rau quý mại. Ở đây ăn cái bàn này không? Ừ, đúng rồi, không có người ngồi, ngồi đi. Bên đường á bà ơi, Lỗ Thái. Rồi. Nói vợ mày nha. Thôi rồi. Bỏ bún bò. Làm bún bò của chị này là mình bún bò đúng không? Dạ bán bún rồi của chị. Bà bây giờ để tôi đi kiếm bún. Rồi cốt kia làm gì một mình cũng bò cho chị áo đen này về. Mình kêu chưa? Kêu kêu chưa? Không ở chỗ rồi con. Bài con làm cho chú. Bài con 4 tô bún. Hết bún hả? Chạy ra hơi lâu à. Anh hai uống nước trước không? Tại chờ hơi lâu đi bún á. Xong rồi lấy cục cầu qua đây hai chén nha. Hết chỗ rồi coi. Cái bởi vậy. Hai mình ăn bún lớn được không? Ăn không bằng bún riêng mình là dùng bún ăn bún lớn, giống như mình ăn canh bún gì đó. Thay giờ mình dùng bún lớn. Canh bún đó, giống như là bún riêng mình thay bằng cái đó ha. Chú ơi, vậy bún tô bún riêng mà lấy bún lớn cũng được chú. Thì kèm chú giúp, cái này còn được cái bún nhỏ này được được 2 tô không? Không. Hả? Làm cái này cho anh hai một tô này đi. Đó tô, đây. Nói với này là 2 tô được rồi. Ờ. Bốn nhỏ còn được 4 tô không? Rồi rồi, không nè. Nè của con nè. Dạ, tô này với tô đó đi làm 2 tô. Rồi rồi, 2 tô bún này 2 tô bún này đi. Này của con đem ra. Ủa chị áo đen xong rồi nè chị. Cái đậu của ai người ăn đang chờ lâu rồi đó. Mình nó bưng qua mà. Bà đang làm đây có mình bà dọn dẹp đây.